Ok. Ok. Ready rồi. Xin chào cả nhà. Hôm nay An quay trở lại trong cái chương trình chia sẻ về việc cân bằng cuộc sống, công việc và học tập. Thì câu chuyện ngày hôm nay sẽ xin mời một bạn rất là năng động trong cái nhóm của mình. Đó là mẹ Nguyễn Thị Bích Ngọc, thường biết trong nhóm là Athena Nguyễn với cái nick Facebook đó. Ngọc thì có rất là nhiều cái đóng góp hay trong cái hội nhóm của mình. Rất là cảm ơn sự tích cực của Ngọc. Thì hôm nay thì mời Ngọc chia sẻ về cái việc là hôm nay sẽ câu chuyện hôm nay sẽ khác với hai câu chuyện hôm trước. Hai câu chuyện hôm trước là chia sẻ về cái cuộc sống trong cái giai đoạn mà chăm con nhỏ. Thì cái câu chuyện của Ngọc ngày hôm nay sẽ là chia sẻ về việc chăm sóc con nhưng mà trong cái giai đoạn là tuổi tiền teen Tin rồi nó cũng đúng là không? hả Thực ra là con mình là tin rồi đúng không? mình là teen lâu năm Bạn ý 12 sắp sinh nhật là có thể coi như thế. gọi là giai đoạn tiền teen đó thì tuổi teen thì chắc phải tầm 13, 4, 15, 16 Từ gì đấy đó thế là sinh nhật một cái là dễ đó. Đó là giai đoạn đó gọi là sắp là một cái bước nhảy đó thì chắc chắc hẳn là trong cái nhóm của mình sẽ có rất là nhiều phụ huynh sẽ gặp cái giai đoạn này thì cảm ơn sự tham gia của Ngọc ngày hôm nay và xin mời Ngọc trước hết là giới thiệu sơ về mình, ví dụ như là đang làm nghiên cứu sinh ở đâu và độ tuổi của con, cả hai con như thế nào đó, thì xin mời Ngọc ha. Chắc mọi người trên group Facebook của mình thì cũng biết rồi, mình học ở Thư Berlin, ngành xã hội học. Nhưng mà viện xã hội học của mình ấy thì lại thuộc khoa quy hoạch xây dựng và môi trường. Thì cái hướng của mình ấy với cả giáo sư của mình thì nó sẽ thiên về cả cái việc là mình hiểu xã hội làm sao để cho mình quy hoạch tốt hơn. Thì nó có tính ứng dụng khá là cao và cũng hơi lấn sang cả khoa học tự nhiên một chút, vì sẽ động vào một quốc gia với cái địa lý như thế nào, tức là bao gồm là lịch sử xã hội của mình, thế và mình sẽ phải bố trí không gian ra sao để phù hợp với cái lịch sử, cái hoặc là cái căn tính của cái con người ở nơi đó. Mình cũng đã giới thiệu rất nhiều lần đấy, tranh thủ quảng cáo 2 giây, rất nhiều lần ở trên những hội thảo Facebook của giáo sư mình đó, thì mọi người ở trong đó thấy cái tính liên ngành rất là cao, tính ứng dụng. Từ việc là giáo sư mình luôn luôn nhắc đấy, cái việc là mình dùng theories hay là methods ấy, nó sẽ được ứng dụng như thế nào khi mà mình đưa ra những cái quyết định liên quan đến không gian, đến quy hoạch thực tế, mà cái đó còn liên quan đến cả những cái chiến lược chính sách đi cùng nữa. Thì nếu mà mọi người quan tâm thì sẽ tìm thấy cái những cái link Facebook mình ở trong nhóm. Ngoài ra thì mình còn làm việc full time ở Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư. Nghe thì rất hoành tráng, nhưng mà vì cái nội dung luận văn của mình chính xác là chính là cái việc mà mình làm ở cơ quan, thế thế nên cái việc mà mình đọc tài liệu ấy nó rất là phục vụ cho cả công việc và cả luận văn, thế nên không quá vất vả như mọi người tưởng tượng, vừa làm việc full time vừa làm PhD. Là mình có hai bé trai nhá, thì rất là quan trọng. Từ trai nó rất nặng, Hai nó đúng rồi. rất Thì cái hai bé trai ở Việt Nam thì nó sẽ có những cái expectation của xã hội và cái ảnh hưởng của những người xung quanh, nên các bé trai sẽ rất khác. Hai bé trai, một bé thì sinh năm 2011, nên bảo là kiểu sắp sắp thực sự là là teen rồi bé, và một bé là 2014. Thế nhưng mà vì bé sau lại chơi rất thân với bé trước, thế là cái phát triển của hai bé thì sẽ có cái tương tác ấy, vì có một bé khác thì có hai bé rất là nhiều đó, nên là cái thách thức của hai bé nó không phải là một cộng một. Nó sẽ chuyển thành một cái phong khác. Mình có cần tiếp câu hỏi để gai không, về phần giới thiệu của mình hơi hơi dài chút. Không không vấn đề gì, cứ nói thoải mái lại cái khung mà hôm bữa trước mà em gửi rồi đó. Thì bây giờ Ngọc có thể chia sẻ rằng là những cái khó khăn mà khi mà Ngọc phải gọi là có những cái chiến lược nào để mà Ngọc vừa phải học hành nè, công việc nè, rồi chăm con, tại vì con phải học hành nữa mà, phải hướng dẫn nó học, rồi không những học mà còn phải nói một cách một cái từ chính xác nhất là giáo dục nó, phải định hướng cho nó nữa, cho nên là
trong cái vị trí và vai trò như vậy á, thì Ngọc làm như thế nào để có thể ổn thỏa? Mình cảm ơn. Trước tiên là câu hỏi này là về mặt phương pháp luận ý, là đang assume mà nó khó nha, đúng không? Tức là người hỏi đang assume là cái việc nó rất là khó, rất là cân bằng. Nhưng chúng mình ở đây thì đều là nhóm khoa học, đúng không? Thế nên mình bảo là trước tiên mình phải bỏ cái assumption đấy đi đã. Thế thì chỉ hỏi xem là làm thế nào thôi, còn có khó không thì chưa chắc. Thế thì vì trước tiên là mình có cái thuận lợi là mình học xã hội học chứ không phải ngành khác. Các bạn học tự nhiên thì chắc chắn là sẽ mình nghĩ là sẽ có cái gọi là không có cái thuận lợi này. Thế có thể các bạn sẽ có cái phương pháp khác, nhưng mà một người học xã hội học chẳng phải là hiểu xã hội thế nên đương nhiên hiểu là có cần cái thuyết nó liên quan trực tiếp tới tuổi teen, nhà thuyết thế hệ chẳng hạn, mỗi một thế hệ sẽ khác nhau như thế nào tại sao, và có phương pháp luận lịch sử, tức là biết thừa là ở cái đoạn này chuyện gì đang xảy ra, những hiện tượng gì trong xã hội xảy ra đấy, toàn cầu hóa xảy ra như nào, rồi digital capitalism xảy ra như nào, thừa biết là sẽ tác động tới từng thế hệ như nào. Thế nên mình thấy là các bạn mà học ngành xã hội học và theo cái hướng của mình ấy, thì sẽ có một cái có sẵn một cái công cụ quá là thuận lợi để xử Hiểu để lý hiểu được cái hiện trạng biết thừa là nó sẽ phải như thế, nó không chỉ là để với các bạn tin đâu, mà thậm chí là đối với tất cả những gì mình nhìn thấy xung quanh, ôi rồi biết thừa về cái lịch sử và cái căn tính dân tộc như này, bây giờ rơi vào cái kinh tế thị trường như thế này, xong rồi tiếp xúc với các giá trị phương Tây như này, xong lại có những cái căn tính mà đã từng sống ở trong làng, ngôn ngữ nói ra thể hiện căn tính của mình, cái mong ước như thế này thì sẽ phản ứng như thế. Thế là đàn ông thì sẽ đối xử với phụ nữ như thế này, phụ nữ thì phản ứng lại thế kia. Đấy, người già, thế hệ già rồi thế hệ các bạn trẻ trên xe buýt sẽ cãi nhau thế này, sẽ post bài lên Facebook thế kia. Nói chung là nó là một cái hệ lý thuyết rất là tốt, lý thuyết thế hệ của Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, và mình thấy Phan Ngọc thì phát triển thành methodology, tức là dùng nhìn vào tuổi tác, nhìn vào cái nhóm thế hệ đấy và so sánh với các sự kiện lịch sử để biết phản ứng của cái nhóm đó. Đây là phương pháp luận của Phan Ngọc. Phần này thì do mình dùng luôn phương pháp của các nhà khoa học này, thế nên thì Ứng dụng vào cũng thực tiễn đúng rồi, ứng dụng vào thực tiễn rất là luôn. dễ, tức là thi hành, lý thuyết thi hành hợp nhất, tức là một khi đã hiểu rồi thì phải hành được, thi được thì phải hành được. Thì cái thuyết thi hành này các bạn mà ở bên Nhật, thì các bạn mà học các ngành giáo dục học hay sau học bên Nhật thì nắm rất là rõ. Mình thấy nhóm mình cũng có một số người thì các bạn có thể sẽ nhận ra ngay cái lý thuyết này. Thế nhưng mà để nói rằng là nếu mà thách thức ấy, thì nó có chứ, vì thách thức lúc mà mình chưa nắm rõ lý thuyết thì có phải là mình học PhD từ cách đây mấy chục năm không, mới học thôi mà, lúc ấy có chia sẻ lại là chia sẻ với ai là mình mới học ký hợp đồng với giáo sư từ tháng 7 2021, và lúc đầu thì mình chưa có đọc những cái lý thuyết này, thì giáo sư phải mắng cho một trận là với cái hiện tượng xảy ra ở Việt Nam ấy thì em phải nắm rất rõ những cái lý thuyết ở Việt Nam thì nó mới giải thích được những cái sự kiện lịch sử với con người đó. Thì sau đấy giáo sư bắt mình tìm một mentor là thầy Trần Văn Quyến, thì mình có hay tag ở trên Face của mình. Thế thì thầy hướng dẫn cho mình các nhà lý thuyết học của phương pháp luận của Việt Nam rất là lỗi lạc. Thế sau đấy thì mình mới tìm thấy những cái lý thuyết và phương pháp để nó giải thích cho tất cả cái hiện tượng đang xảy ra ở từng nhóm tuổi, từng thế hệ của Việt Nam. Thì trong cái giai đoạn mà mình chưa nắm rõ thì nói chung là cũng có nền tảng nghiên cứu, nhưng mà khi mà con vướng phải cái hiện tượng đó thì mình có thấy nó khó. Ví dụ như là con sống trong một xã hội mà có rất nhiều nhóm quan điểm trái ngược nhau, không phải khác nhau đâu mà trái ngược nhau. Thế ví dụ như là mẹ thì thích bền vững này, không thích dùng tiêu xài những thứ mà nó thực sự là không không liên quan đến sinh tồn của mình mà để lại hậu quả môi trường cho thế hệ sau. Thế và khi mà chỉ có mình mẹ với con thôi, bạn ấy rất là thấy tuyệt vời, rất ngưỡng mộ và yêu thích. Nhưng mà đi đến lớp thì mọi người không thế. Thế sau đấy thì bố rồi bà rồi họ hàng hàng xóm sẽ có quan điểm khác, nhưng quan điểm này không phải là mình không định phê bình ấy là sai, mà sẽ có cái sự đối lập và khác biệt, và họ có cái logic của họ. Ví dụ như là trong cái bối cảnh mà phải tiếp nhận quá nhiều kiến thức khoa học để có thể sống được, là phải đọc thành phần thực phẩm này, rồi đi tìm thành phần của phẩm màu nhuộm vải, sẽ phẩm nhuộm vải sẽ ô nhiễm thế nào này đấy, rồi ăn cái này nó sẽ gây ra bệnh gì, người ta cảm thấy quá mệt mỏi, nó cứ hình thành cái xu hướng nghĩ là rồi kệ đi, cứ sống đi, sống cho đến đâu thì sống, thế thì thôi đấy. Thì nó cũng có cái tư tưởng này ở trong một số người, thôi cứ sống đi ấy, việc gì mà phải nghĩ. Thì trong quá trình mà gọi là mình lấy dữ liệu rất nhiều những cái quan điểm thì đã xuất hiện ở trong cái giai đoạn này ở Việt Nam, thì bây giờ những người khác nói về với con nhà mình không thể nói là sai. Thế mà nhưng mà khi mà nhìn thấy rằng là cái mình có một cái base khác đấy, tại vì mình làm nghề nghiệp nghiên cứu mà, cái chuyện đọc mấy cái đấy nó quá bình thường là chuyện gì mình thì mình lại cảm thấy tiếc cho con, là nếu như mà con cũng từng trải qua những cái
step như mình, có những cái kỹ năng như mình sẽ cảm thấy việc này nó cũng chẳng có gì là khó và có thấy thích nữa. Thế nhưng mà bây giờ có nhiều quan điểm như thế thì làm sao để con có thể thực sự nắm trọn vẹn được, mà chọn chọn theo cái kiểu là thực sự là make informed decision, tức là phải phải được biết hết rồi xong rồi chọn. Cứ từ con bé mấy tuổi như này xong người kia định nhiều hơn, nói nhiều hơn rồi cho cái bánh. Thế thì cái quyết định này nó không phải là informed, thì mình sẽ tôn trọng con khi mà con biết hết rồi, xong đến một cái mức trưởng thành mà con đã suy nghĩ hết và con đã trải qua những cái kiểu experiment sống thử cái kiểu là hiểu biết hết chẳng hạn. Con cũng thử cái kiểu là thôi chẳng đọc gì nữa thì sống đi chết rồi thì chết. Thế nhưng mà cuối cùng với tư cách một người trưởng thành thì con muốn nói với mẹ là con chọn cách A cách B chẳng hạn, thì lúc ấy mình sẽ tôn trọng con. Nhưng mà khi con nhỏ thì phải làm sao? Thế mình cảm thấy là sẽ rất là vô trách nhiệm nếu mà mình cho rằng là ôi thế để cho con chọn nhưng mà con có mấy tuổi thôi, thì mình sẽ thấy rằng là mình chưa thực sự là hoàn thành cái trách nhiệm của người mẹ. Thế là mình nhận ra là cái việc làm phụ huynh bây giờ ấy, nó không phải đơn giản là ở bên cạnh nấu nướng chăm sóc này, thậm chí là nhiều khi mình có nghỉ phép để chạy nghỉ bên con cả ngày rồi nói chuyện, thế nó không đúng, cái phương pháp này nó không đúng tí nào. Tại vì chỉ cần rời mình ra một cái thì con có rất 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 nhiều thông tin xung quanh. Nó không phải là đấy, thời đại sống ở trong một cái làng thì nó chỉ có một con đường như thế, chỉ có một minh triết là sống nhân nghĩa, xong rồi những thứ ngày đấy nó chỉ toàn thực phẩm hữu cơ rồi quần áo rách bằng vải cotton, chẳng có gì mà nói cả. Đúng không? Thế thế nên là nó không như thế nữa, và mình phát hiện ra là cái bên con không phải là phương pháp. Thế mà quan trọng đó là cái chất lượng ấy, cái chất lượng của cái tương tác, tức là sau khi mình đưa thông tin rồi con nắm được cái thông tin của mình không, một cách hào hứng, một cách dễ chịu, một cách thú vị. Thế và con có một cái có khoảng thời gian và không gian của con thì con có thể thực sự suy nghĩ về việc đấy không. Thế là về sau khi mà một phần là mình cũng nắm rõ tất cả cái phương pháp rồi, là mình cũng mình đã tiếp nhận cái sự thực của Việt Nam nó rất là tốt ấy, vì khi mình có cái lý thuyết biết là nó đương nhiên là có những cái quan điểm khác nhau như thế với cái hiện tượng ở xã hội Việt Nam bây giờ, để mình vui vẻ tiếp nhận cái việc là nó sẽ xảy ra. Con mình sinh ra thời đại này, mọi người sẽ có quan điểm như thế, sẽ giao tiếp như vậy, đương nhiên là con sẽ tiếp nhận nhiều quan điểm khác nhau. Và trong những giai đoạn nhất định trong tuổi thơ, năm này năm có thể có lúc con sẽ thích những quan điểm kia, thôi cứ ăn bánh đi, phải đọc thành phần rồi không suy nghĩ, con sẽ như thế. Thế mà mình khi mà mình tiếp nhận được rồi thì mình tìm cách là cái việc mà mình giao tiếp với con là phải thiên về hiệu quả truyền đạt thông tin của mình hơn là cố dính vào con để cái trông không cho. Đấy, mình không cắp pít với họ, mình cắp pít như thế thì nó sẽ không bao giờ thành công, vì con gặp rất nhiều người. Thế và mình sẽ không bao giờ có thể nghỉ việc vĩnh viễn xong kè bên con để repeat lại như thế. Ngày nhỏ là mình dùng phương pháp repeat khi mà con chưa có cái quan điểm riêng, thì lúc nhỏ repeat rất là dễ, các bạn ý cứ repeat nhiều là các bạn ý sẽ nghe. Tức là lúc đầu bảo ốm là con được uống kháng sinh vội, thì là nó tuy là uống rất là dễ ục một cái, nhưng sau đấy nhiều hệ lụy, con thử nhai gừng xem thì cứ nhắc lại con thử nhai gừng xem, lúc mà 2-3 tuổi mà thì rất là dễ. Bây giờ bạn không thể repeat thì các bạn ý sẽ bảo là mẹ cho tự đi, không uống thì là phiền, thế là số lượng sẽ không thay được chất lượng nữa. Thế nên là mình chuyển sang chiến lược là tăng cường chất lượng, đôi khi chỉ một vài câu rất vui, một vài moment mình có share trên một số cái video đấy. Thế và mình phải lựa cái thời gian như như hôm trước mình xem cái video đấy, là khi mà mình nói chuyện với bạn ý, mình hôm ý là mình đã dàn cảnh cũng đầy đủ rồi, đầu tiên là mình nói chuyện với bạn em chỉ cùng bạn ý đọc cái cuốn sách mà mình An có comment lên cái cuốn sách mà về sinh học đấy, chạy ra như thế. Thế xong Cái là lật cái flip lật lật qua về nội dung bên trong đó. mình cứ tập trung là nói chuyện vui vẻ hấp dẫn với bạn bé thôi, thì bạn lớn bạn ý thấy không khí ở đấy có vẻ nice cool, thế là bạn ấy cũng đòi join vào. Thế nhưng mà join bạn lớn vào thì bạn ấy bắt đầu sang, thì vì kiến thức của bạn ấy level bạn ấy cao hơn bé, bắt đầu tinh vi khoe khoang là như này bạn ấy biết hết rồi này nọ. Thế thì mình sẽ là ấy mà có cái này này con có biết không ơi. Là có tính chất là đạo diễn rồi dàn cảnh các kiểu. Thế nhưng mà kể là đấy, hôm trước với mẹ đi công tác rồi mình đi hội thảo ở Ấn Độ đấy, thì có những chuyện như này, có biết cái đoạn lịch sử ý không, thế nó bắt đầu bạn ấy khoe ra và discuss với mình. Thế hỏi là tại sao xã hội hình thành như thế như thế, thế mình mới giải thích cho bạn này đúng như thế đấy, thế không phải là cứ buông xuôi rồi sống vui đi là sẽ giải quyết được mọi chuyện đâu, có những chuyện mà con sẽ đấy sẽ buộc phải cân nhắc và suy nghĩ, mà sẽ có phải có biện pháp. Đấy thì cái video mình cũng cũng up lên trên group của mình rồi, mọi người nhìn rồi. Thế và với bạn bé cũng có hôm thế mình lựa được cái giây phút để tâm sự. Thế thì bạn ấy cũng bạn bé thì được cái là bạn IQ nhẹ nhàng hơn với mình, bạn mà là con nghĩ rằng là cái quan điểm của bố và một số người là cứ ăn rồi sống đi thì bây giờ cứ vui vẻ một giây phút này đã, rồi suy nghĩ thành phần nhiều xong rồi chết loại thì chết thì cũng được, thì bây giờ quá nhiều thứ phải suy nghĩ đấy, chỗ này thì thực phẩm bẩn rồi chỗ kia thì đấy có cái chất bảo quản là sao mình đọc hết được. Thế
Thế là mình cũng nhẹ nhàng, bạn ấy rất là tình cảm, lúc hai mẹ con đang cầm tay mà chứ. Ừ, mẹ thấy cái đúng, thực ra là cũng có những người mà như thế, mình nghĩ là có thể là họ có cái quan điểm của mẹ, mẹ rất là tôn trọng. Thế nhưng mà bây giờ nhá, thì những người đấy có phải là họ sống 40, 50 tuổi rồi không? Hay là một số bà cụ mà nói với con là sống 70 tuổi rồi, tức họ đã trải qua cả cuộc đời rồi. Thế sao họ enjoy hết rồi, họ được đi học, để đi thi đại học, để làm nghề họ thích này, đi du lịch này, biết khắp nơi rồi. Bây giờ họ nói với con như thế. Còn con mấy tuổi? Con mấy tuổi? Con trải qua hết mọi người rồi, con chọn chưa? Ok, thì bây giờ mấy cái chuyện mà thực phẩm bẩn này nó mới xảy ra gần đây, và trong lúc mà mình xã hội mình chưa có cái cách nào để có thể giải quyết được thì nó xảy ra như vậy. Ở thì họ trải qua hết rồi, họ sống khá là happy, họ cũng biết rồi, họ có trải qua, họ có cái những gì mà họ muốn, họ cũng có thể đã làm rồi. Rồi xong thì họ nói thế, thì bây giờ họ đi ok. Con có chắc là đến khi mà con cũng chết thì con thấy là cũng thoải mái ok không, hay con có chút luyến tiếc? Đã nghĩ là dám mà nghe như mẹ, hình như đọc mấy cái đấy thấy mẹ đọc cũng dễ mà. Đấy, mẹ đọc cái vèo thấy cũng được mà, kể mà mình đọc cùng mẹ mấy hôm, mình hôm ấy mình tập xong, bây giờ thì có khi là mình không chết sớm như này, biết đâu mình suy nghĩ lại. Thế là bạn ấy rất là suy nghĩ, là bạn ấy cũng nhờ đấy, thế là đúng rồi nhờ, bạn ấy bần thần một lúc đấy. Thì mình biết là đấy là mình đã thực sự đưa được cái chất lượng của thông tin, cái chất lượng cái việc là bạn ấy lựa chọn suy nghĩ vào để cho bạn ý bắt đầu cân đối lại. Nó sẽ không thể triệt để được, tức là mình sẽ không tránh được là có những lúc bạn sẽ theo quan điểm khác và bạn sẽ ăn uống mà không suy nghĩ, nhưng bắt đầu bạn ý suy nghĩ là một cái trend rất là tốt. Thế xong rồi đến hôm sau khi bạn ý đang ốm thì đấy, bạn ấy vẫn đưa tiếp tục cái quan điểm ra là cứ thích gì ăn gì thì ăn thôi, vì gì cứ phải suy nghĩ là ốm rồi phải khỏe lại, thích ăn kẹo bánh kẹo thì cứ ăn thôi. Thế xong là mình cũng mình cái thời điểm đấy mình biết là thực ra trong câu nói đã có chút nó có chút mâu thuẫn rồi, tại vì bạn ấy đang ốm rất là mệt. Bạn ấy có chắc là bạn muốn ốm mãi như thế xong rồi nghèo không chẳng hạn? Nhưng mà mẹ thấy là nếu bây giờ con uống những cái nước mà sản xuất từ hoàn toàn tự nhiên, bù điện giải ấy, thì con sẽ khỏe lại ngay. Vậy con có chắc không là bây giờ chỉ cần điều chỉnh một chút thôi, bây giờ con cứ đòi uống tiếp những cái sản phẩm mà nó có rất nhiều đường, gọi là đường processed đấy, thì nó sẽ làm cho con yếu, con không có khoáng chất ấy. Đấy, nó rút bớt vitamin thì con không không nhanh hết sốt hay khỏi uống được. Không, viêm amidan lâu thì nó sẽ kéo theo viêm rất nhiều thứ khác, con chắc không? Thế hay là bây giờ con nghe mẹ đi, thì nước mật hoa dừa này nó sẽ có khoáng chất thật, thay vì con ăn kẹo hay là uống những cái đường mà đường processed kia. Thế bây giờ cái này nó cũng enjoy, nó đối với con có thể con cảm thấy nó không thích lắm nhưng nó không đến mức là quá tệ, con nghĩ xem. Bạn ấy đứng bần thần vài giây ở cửa hàng xong thì bạn ấy đi vào, bạn ấy chọn lại sản phẩm, bạn ấy đã chọn ra và chọn cái này, cái chai mật hoa dừa ra. Mình thấy là cái này nó không phải đơn giản là một lần, mà mình thấy là nó cái chất lượng thông tin nó đã đi vào những cái suy nghĩ của các bạn ý. Là tất nhiên đây là mình nghĩ là nó sẽ, là mình không dám chắc là nó sẽ bền 100% đâu, nhưng mà những cái theo dõi của mình theo cái trend ấy, thì mình thấy là mình đã đưa được cho con những cái lựa chọn nó inform hơn, để con sẽ so sánh. Nhưng mình nghĩ là nó sẽ struggle, vì trong xã hội sẽ vẫn có nhiều quan điểm và con sẽ còn thay đổi. Nhưng mình cũng tiếp nhận cái việc này vì nó là lẽ tự nhiên thôi, thì bây giờ mình cảm thấy khá là thoải mái. Anh Thế thấy ở Ngọc có một là cái việc cảm rất thấy là là hay mà có thể khó thấy ở những người mẹ khác, đó là cái sự nói chuyện dịu dàng với con, nhẫn nại lắng nghe con. Thì thực ra không phải cha mẹ nào cũng có cái khả năng kiên nhẫn một cách bền bỉ như vậy. Tại vì An rất là ấn tượng cái video mà hồi hồi trước mà Ngọc post xong cái nhóm, là cái câu chuyện mà nói về hình như là bé lớn thì phải, nó mê chơi game. Thì nó đang chơi game, hình như là Ngọc quay ở phía sau lưng nó mà nó vẫn đang chơi game đó. Mà Ngọc nói rất là nhẹ nhàng, An nói hồi ôi nếu mà gặp những người mẹ khác á, chửi cho xối xả, nhưng mà Ngọc rất là nhẹ nhàng từ tốn. Thì cái sự kiên nhẫn và nghĩ cách để trò chuyện với con á, thì đó là một cái cách rất là hay. Mà thật sự An cũng học từ Ngọc từ cái việc đó đó, hết sức là bình tĩnh đừng bao giờ nổi nóng với con đó. mình Nên không là dám An tự thấy tin ở nó Ngọc có ra cái việc biện rất pháp là hoàn hay. toàn, mình không dám tự tin nó ra là biện pháp hoàn toàn tốt. Thực ra mà những mẹ khác mà nổi nổi nóng một chút và đúng lúc đúng cách thì mình nghĩ là nó cũng có cái phương pháp khác ấy. Nó có thể nó sẽ có cái argument khác để support cho họ. Cái lúc đó mình suy tư ở chỗ là bản thân mình cũng IQ tư tưởng rất là nhiều, vì đứng ở góc độ chơi game mà nói nhá, lúc mà có game Empire ngày xưa mình chơi rất là giỏi. Thế nên là có điều là cái việc mà mình chưa có khảo cứu về cái việc tâm lý của mọi người khi chơi game. Khi mình chơi thì mình chơi khá là tốt, nhưng cái chính ở chỗ là mình không thấy nó hay bằng nó
nó hay bằng như là đọc văn học những thứ khác. Có thể là đối với mình cái game nó dễ quá, nó không đủ challenging, và cái tính cách của mình thì lại mình thích những cái thứ mà nó phải thích thức một tí cơ. Tức là ví dụ gặp hai giáo sư, một người mà dễ quá đấy, lúc mình apply thế mà accept luôn rồi các thứ, với cả một giáo sư mà thích thì mình một tí đấy, thế chứ đi đi Việt Nam mà kiểu như thế thì mình lại thích cái người mà thích thức mình hơn. Thế là mình rất thích là mình sẽ raise đến một cái level mà đến khi mình có thể face to face và cùng nhau thảo luận ngang với những người đã thách mình đó. Thế là mình kiểu thích chơi lại đó. Thế nên là thế nên mình nghĩ là cái chính là chỗ làm. Thế khi mà mình nhìn được cái việc mà chơi game, lúc đó thực ra bạn nhà mình thì bạn ý trước đấy là bạn ý không có chơi game đâu, bạn ý thích đọc sách, bạn ý coi thường game lắm, nhìn thấy bạn bè chơi game lúc mà chưa có Covid ấy, thì bạn ý chỉ thích bạn ý thích học, thích thi đội tuyển và thích trao đổi khoa học với mình, thích đọc sách. Lúc ấy mình còn chưa phải dùng đến chiến lược gì vì bạn ý quá quá là hoàn hảo ấy, rất là dễ thương, thế là chưa có vấn đề gì. Thế cho đến khi là học online thì ở chỗ là một hai bạn rủ gửi link cho cả nhóm ở trong lớp, thế và rất rất là khó để kiểm soát vì mình đã từng đưa các bạn ấy lên cơ quan. Mà đưa lên cơ quan ấy thì cái việc chơi game nó không gây ra tiếng động, thế trừ khi là bạn đứng cạnh nhiều màn hình, thế chứ mình đang ngồi cạnh bạn ấy, thế nhưng mà ngồi cạnh bao giờ thì chúng mình sẽ đọc hay làm cái gì đó đúng không, thế là mình sẽ focus và các bạn ấy rất là nhanh, thế là họ đâu có tiếng động đâu, thế cảm thấy là mình cũng đứng đấy nhìn vào, mà như thế thì nó chỉ mang tính chất là dọa, tức là tính chất là chỉ khi có mình thì các bạn không chơi, bây giờ cả lớp cùng chơi, cả lớp cùng học hành trình mà, chỉ cần một vài bạn rủ thôi, các bạn còn nhỏ, thế là các bạn ấy thấy là cái trò mà lừa được cô còn thấy thích. Thế mình bảo đấy là cái giai đoạn rất là khó, vì học offline bạn ấy rất là ngoan, cả lớp, nói chung là cả lớp vừa giỏi vừa ngoan, trường rất là tốt, mà cô giáo lúc ấy rất là nice, nhưng mà học online là thế, thậm chí các bạn ấy khá là thông minh, thế các bạn ấy vẫn keep được cái phần nào đó với cái lớp học, vì bạn ý chơi game thế bạn ý vẫn đỗ học sinh giỏi mà. Thế thì là sụt so với năm ngoái, thế nhưng mà vẫn 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 tức là cái level của bạn ý vẫn rất rất quá tốt ý. Khi bạn ý chảy mải như thế cả năm, nhưng đến khi mà đi thi lúc cuối năm ý, thì bạn ý vẫn lèo lèo đọc lịch sử cho mình. Xong bạn hỏi là đấy con hỏi mẹ thế con thi được thì tại sao con phải học. Thế nhà ai kêu bạn ý là mình bắt đầu thua, bạn ý bắt đầu có cái quan điểm riêng của mình, là mình cho rằng cái việc mà đứng dán vào màn hình hay là mắng dọa bạn ý thì mình chỉ đạt được là bây giờ làm cho bạn ý sợ, mà bạn ý không bao giờ hiểu ra được cái bản chất của việc là làm sao để trong cuộc đời sau này có những lúc mà có thứ rất quyến rũ cám dỗ mình, nhưng mình phải tự mình vượt qua. Thế nên lúc ấy là mình suy nghĩ rất nhiều, mình không thể thấy thanh thản đâu, có lúc bạn ý chơi game, nhưng mình phát hiện ra là mình có ra ngắt vài lần rồi, có lần bạn mình quát bạn ý to một lần nhưng không, mình không làm gì bạn, nhưng sau đấy mình nghĩ là nó cũng có hiệu quả, tại vì sau cùng là bạn ấy mà không tự dứt ra được ý, thì sau này trong cuộc sống sẽ có những cái mà nó đâu chỉ có game đâu, vì trong trong môi trường học đường ấy đấy thì nó có rất nhiều thứ rất là toxic, thế rồi là có những cái như là nhóm đấu đá này, hay là chê bai ngoại hình của nhau này, hay là bắt nạt học đường này, nếu mà dễ bị cám dỗ như thế không phải nghe theo những cái mà mình không khống chế được ấy, thì sau này sẽ có rất nhiều vấn đề. Đến lúc ấy là mình đang nghĩ là làm sao để cho con nhận thức ra được rằng là con biết là mình đang bị có thể là một số cái chất, lúc mình đọc lấn ngành một chút là khi nghiện cái gì đó, quá trình đó nó sinh ra khi mình chơi liên tục, và con phải có một cái base ở trong tâm trí của mình để con tự tự vượt qua. Thực ra thì mình nghĩ lại là mình có những giai đoạn mình cũng đã từng nghiện những thứ nhất định, từ lúc trẻ mọi người xem ra của mình sẽ là mình cũng đã từng nghiện thời trang, đã từng nghiện trang điểm, là người nhìn trên Facebook sẽ biết đó. Thế mà mình nghĩ lại xem là trong cái quá trình đó thì trong cái giai đoạn nào mình đã thực sự nhìn lại những cái lối sống, những cái cách lựa chọn của mình một cách nó critical để mà đưa ra cái lựa chọn sống nó tự tin hơn, nó mạnh mẽ hơn. Đấy thì mình căn cứ vào cái giây phút đấy của mình, nó có tính chất kinh nghiệm cá nhân. Thế đấy mình cũng tìm hiểu xem là có cái khả năng nào đó là một cá nhân có thể tự vượt ra cái cơn say cơn mê của mình. Vì sao mình dùng cái chiếc tỉnh say là mình rất nghĩ này, vì con người rất là phức tạp, có lúc say lúc tỉnh, có lúc dễ ngã vào những cái cách sống và quan điểm nhất định, có những lúc sẽ tỉnh ra, chứ nó không có là một con người hoàn hảo từ bé đến lớn, không hề không bao giờ sai một cái gì đấy. Thì trong một cái môi trường mà có cả những quan điểm khác nhau thì nó phải như vậy, nên là nhiều khi mình cũng nghĩ là lúc mình có cái băn khoăn trong lòng rất là, nhiều lúc mình rất là buồn, nhưng mình nghĩ là bây giờ là con mình rất là thông minh, và con từng có nói với nguyện vọng mình là con muốn trở thành, các bạn ý rất là ngưỡng mộ mẹ, thế mới bảo là lúc năm nhất thì con sẽ là học sinh giỏi quốc gia nổi tiếng lên tivi như mẹ ngày bé. Thế thế xong là nhà đúng rồi, ngày bé mẹ niềm tự hào đấy,
Ông bà rồi cả trường này mọi người đều đấy đều rất là yêu thích mẹ, rồi các thầy cô rất yêu quý mẹ, là teacher pet kiểu typical Model ấy. một Đấy. typical Đấy, và mẹ làm những việc ý là hoàn toàn vì mẹ thích, chứ mẹ kiểu đắm say trong nó, mẹ thích hình không gian và thích văn học đấy, và mẹ thấy là con cũng thế. Nhưng mà con học không phải là vì con muốn có giải thưởng hay bằng cấp, mà thực sự là thích ý, say mê. Thế bạn hỏi là con cũng muốn trở thành như mẹ, ngoài việc con thích là con nhất định sẽ như mẹ. Các bạn ý êm rất là thế, và bạn là thì bạn ấy cũng cảm thấy rất tự tin, bạn ấy nghĩ là bạn thứ sức làm được và còn cho là bạn thông minh hơn mẹ. Nhưng đùng một cái đi học online. Thế và mình bảo bây giờ một là mình kè kè bạn ý, lúc nào cũng giật game ra và nhắc bạn ý lại cái ước mơ của bạn ý, và bảo bạn ý là con còn muốn không ấy, thì mẹ ở bên cạnh con, bây giờ mẹ giúp con làm bài. Thì bạn ý là có cả hai nhé, trong lòng một lúc cũng muốn thôi con chơi nước ván này kia xong mẹ giúp con ấy giải bài toán khó này đi. Thế là bạn nó đấu tranh ấy, vì con người không đơn giản, nó không có yes no hay là đen trắng. Bạn mình nhìn thấy cái sự đằng co của bạn ý thì rất là thương. Em bảo là mình biết thừa là nếu mình ở bên bạn ý 100% xong là cứ kè kè bên cạnh, khả năng là bạn ấy sẽ làm đạt được cái objective, cái goal của bạn ấy đã đặt ra. Nhưng mà nó giống như là cuộc thi của mẹ, nó sẽ sau này khi nhắc lại cái sự kiện này thì nó sẽ là cuộc thi của mẹ cố dành con ra, giống như là mình đi thi học sinh giỏi quốc gia lại một lần nữa. Nó sẽ Ví là dụ cuộc rất thi là của sinh mình. động luôn, trực quan Là cuộc sinh thi động. thành thành ra là cuộc thi của tôi. Tôi tự nhiên tôi quay lại tiểu học, tôi thi một lần nữa, đây sẽ không phải là giải thưởng của con. Nó giống như là mình tự lừa con, và mình lừa mình và lừa con á. Thế nhưng mà nếu như mà để cho bạn ý là bạn ấy chỉ đạt được cái thứ mà nó tương xứng với cái mà bạn ấy đã trải qua thôi, là vì bạn ấy bắt đầu lơ là và bạn ấy bị cuốn vào game, bạn sẽ chỉ còn học sinh giỏi huyện thôi chẳng hạn, thậm chí là một đội tuyển thôi và trượt mất một đội tuyển, thì sau này khi kể lại đây là thành tích của bạn ấy, sau này khi cuộc đời bạn ấy nhớ lại chuyện này vĩnh viễn đây là thành tích của bạn, thì nếu có tự hào thì cũng là trong lúc giằng co cố gắng, một mặt thì bị game quyến kiểu gọi là quyến quá, nhưng một mặt bạn ấy cũng yêu thích tri thức, bạn ấy vẫn là học sinh giỏi ở huyện, thì đây là thành tích 100% của bạn ấy đấy. Và sự nhắc nhở của mẹ đối với bạn ấy là vừa vừa phải một người mẹ, còn nếu mà mình lừa bạn ấy phải đi hoành hoa khắp nơi, nhưng mà giải học sinh giỏi quốc gia đó sẽ là của mẹ. Mẹ thi mà mình thấy nó không ổn, nên mặc dù rất đau buồn, mình là trong lòng mình là con sẽ rất buồn vì chuyện này, mình biết trước là như thế vì con đã êm thế từ lớp 4 sớm hơn nữa, nhưng mà nói chuyện với mình thì lớp 5 mà con không thi học sinh giỏi qua, mình biết là con sẽ buồn vì cái người mà thông minh kiêu ngạo ấy, họ tự cho mình hơn người khác. Không kể là bạn ấy không giải được, bạn kia không giải được ấy, đó. Thì sẽ rất là mất mặt ấy, cái người mà luôn tự cho mình tài giỏi, nó cũng tự cho là thông minh hơn mẹ. Tức là bạn ấy cũng chê là về khoa học tự nhiên và trí nhớ mình không bằng bạn ấy. Rồi cốt đinh tin học ấy, mấy lần mình share cái đấy thì bạn ấy luôn chê là mình chỉ giỏi văn học và hình học. Thế mà khi chuyển sang logic số đấy thì mình thua bạn ấy rất là nhiều. Thì đúng là như thế thật. Thế nên bạn ấy bao giờ nghĩ là bạn ấy sẽ làm tốt hơn mình. Đấy. Thế là về sau thì sau sự kiện đấy bạn ấy thực ra có một khoảng tâm lý bạn ấy không vượt qua được. Bạn có rất nhiều, bạn còn biết trong cái bài văn lúc thi cuối cấp ấy, là bạn ấy đã từng êm cao hơn ấy, nhưng bạn ấy đã không đạt được. Mặc dù cũng là học sinh giỏi ở trường rồi học sinh giỏi huyện. À, cái mình nghĩ là nó sẽ là một nỗi buồn tích cực, một nỗi buồn mà nó sẽ để lại cho bạn ý cái bài học trong cái con đường về sau. Bản thân mình khi học ấy, mình cũng trải qua có những cái kỷ niệm tương tự. À, mình cũng đã từng rất kiêu ngạo và mình nghĩ rằng là mình sẽ tốt nghiệp cấp 3 văn với một cái điểm gọi là xuất sắc, không chín thì 10 ấy, thậm chí xem một bài văn nổi tiếng sẽ lên báo rồi đấy. Cuối cùng đấy, vì rất nhiều yếu tố nữa, nhưng mà cũng vì một phần là mình kiêu ngạo, mình đã không đặt bút viết, vì mình luôn cho rằng cái câu đấy không xứng cái tầm mình viết của cô khác. Thế là cuối cùng là gần hết giờ là mình chẳng biết gì ấy, mà cái điểm tốt nghiệp của mình ấy mà bất chấp học một trường chuyên nổi tiếng và cán sự văn, điểm văn đại học là 9, cái điểm thi văn tốt nghiệp là 4. Nó để lại một cái bài học Cú rất sốc là hả? không Bây không giờ không là không cú sốc hả? không sốc, không sốc, vì khi ra khỏi phòng thi biết là thôi xong rồi, nó mình không nghĩ là cái tâm trạng hôm nay đạt được cao trào, thì nó còn lại một vài yếu tố tâm sinh lý khác. Thế nhưng mà nó cũng có cái phần là bản thân quá kiêu ngạo vì không muốn viết những câu bình thường đấy, vì ở lớp đã từng gây sốc rồi, viết một câu là thầy đọc cho cả lớp cái bài đấy, tôi cho mình 10 văn ấy, mình cảm thấy là mình muốn nó phải thật độc đáo. Lúc tuổi trẻ tuổi tin mà thông cảm đi, mà bây giờ không có tính đấy đâu. Nhưng mà nó để lại cho cái, nó là cái gọi là failure cực ấy, là nó để lại trong lòng mình cái tâm tư suy nghĩ về cái quá trình trưởng thành của mình. Thì mình nghĩ là cũng rất tốt. Giờ là đại học mình cũng vấp phải một cái
sự kiêu ngạo tương tự là mình cảm thấy mình có năng khiếu tiếng Trung ấy, mình nghĩ là mình không cần học nhiều, mình sẽ nói hay, mình sẽ hát hay được, vì khi mình nói mình cảm thấy rất là tự nhiên. Là mình tham gia quá nhiều hoạt động và nghiên cứu khoa học cùng lúc, mình luôn nghĩ rằng mình sẽ cover được tất. Đấy, nhưng mà cuối cùng mình không cover được tất, mặc dù là tốt nghiệp bằng giỏi, nhưng mà thực sự là cái điểm tiếng Trung đấy thì mình cảm thấy rất tiếc mỗi khi nhìn vào. Vì với một người mà còn năng khiếu như mình đáng ra nên làm tốt hơn cái phần tiếng Trung ở phần đại học đấy. Tuy nhiên nó cũng rất khó để chọn, thì lúc thì những thứ mình làm đều là những thứ mình rất thích. khá là khó, nhưng mình nghĩ là đây cũng là sẽ cái kỷ niệm cho bạn ý, mà lúc ý kiểu bạn ý giải bày cái nỗi buồn đấy mình cũng buồn theo ấy, nhiều muốn khóc. Nhưng mà nói về cái chuyện chơi game mà như thế, là mình muốn về lâu dài bạn ý nghĩ lại chuyện đó như một cái sự kiện, một cái bài học mà nó sẽ dẫn cho bạn ý như tới một cái sự trưởng thành nó sâu hơn hơn là chỉ là một cái bằng mà mẹ sẽ kè kè lên để thi thi lại lần dưới bạn ý, mà e rằng là sau đây bạn ý thành hình thành cái thói quen đó thì rất nguy hiểm. Tức là sẽ luôn cần mẹ để có thể đấy, có thể gỡ ra. Thì mình cũng không phản đối các quan điểm khác ấy. Tức là khi lúc đấy thì mình cũng có argue với cả bố bạn ý về cái quan điểm là khi con chơi game như nào. Mình theo quan điểm là mình rất muốn là con vấp phải một số việc và con tự tập ra và đợi con bình tĩnh thì mình cứ nói chuyện nhẹ nhàng. Tức là dù con thế nào đi chăng nữa mình cứ chờ cho cái quá trình đấy để cho con thực sự là người tự tự có thể ra khỏi cái việc đó. Cái việc mà con thích game quá. Thế nhưng mà bố bạn ý thì khắt khe hơn, muốn là nghiêm cấm này, tách ra khỏi môi trường đó, rồi cắt cả internet ở nhà đi đấy. Thì nhưng mà mình thì nghĩ rằng là mình nghĩ rằng là mỗi cái phương pháp nó sẽ có cái ưu điểm riêng của nó, có khả năng là nó sẽ khó để mình argue sâu là các mẹ khác mà không bình tĩnh hay quá thì là không tốt bằng, có thể là nó cũng có cái điểm tốt đó. Thì gần đây thì mình thấy là bạn ý sẽ vẫn, khi mà không bố không biết hay là bà không biết, thì bạn ý sẽ vẫn rủ một nhóm bạn ý chơi game. Thế là mình sẽ đứng ở giữa cái việc là bao che cho bạn ý hay là mách để bạn ý bị, vì cái phương pháp của bà và bố thì sẽ là stress hơn đấy, như bạn nói đấy, sẽ có thể bạn ý sẽ bị mắng hay cấm. Thế nên là nó mình rơi vào tình huống này là khó hơn đấy, vì nếu mình bao che nó một cái hình ảnh khá là gây ra nhiều suy nghĩ cho bạn ý đúng không? Thế mà nếu mà mách thì nó cũng gây ra những cái rạn nứt nó thế nên là khi mà bạn ý bây giờ xuất hiện một cái nhóm các bạn hay rủ nhau chơi game mà lại chơi trốn, tức là report với người lớn là đi tập thể thao, đi đi kiểu phiêu lưu rồi ngắm thiên nhiên đấy, nhưng mà cầm theo ấy một bạn trong nhóm cầm theo kia bạn ý, thì bạn ý cũng có argue của bạn, như bạn ý lớn rồi, bạn ý argue là bạn ý vẫn học tốt, bạn ý cư xử tốt, thế tại sao với cái lượng chơi này bạn hoàn toàn control cuộc sống bạn rất tốt, và người nhà bạn ý, các role model parents của bạn ý cũng chơi và rất thành đạt, thì why not đó. Thế thế mà cái việc mà bạn ý control được với việc cả nhóm đấy cùng các em bé khác control được hay không là việc khác đúng không? Thế nhưng mà mình sẽ không thể ai hiểu cả nhóm, là nói bạn nói với cả nhóm và tuổi teen thì chỉ có đau họng thôi. Thế là mình đã thấy là mình phải dùng chiến lược khác. Thì như cái tuần vừa rồi là mình sẽ quyến rũ bạn ấy tới một cái sự kiện khác, mà khi bạn đến bạn tự thấy hấp dẫn ấy, bạn discuss với mình về lịch sử Ấn Độ, rồi sau đấy về bạn ý rất là thích những cái về mô hình kinh tế đấy. Thế khi mà xem lại là mô hình kinh tế mà tập trung chẳng hạn thì tại sao nó không thành công. Thế và khi mà bạn ấy hỏi về cái lý thuyết của Đặng Phong, mà Đặng Phong có nhắc đến gọi là cái góc chân asin ấy, kinh tế tập trung, tất kinh tế tập trung ấy, dù là có một nhóm người rất là tốt này, rất là tri thức đấy, thì mọi người đọc qua cái lý thuyết này thì dù cho tất cả các nhà tri thức và kinh tế đều rất tâm huyết tập trung ở trên cùng mà làm, thì cũng sẽ không thể lo được cho cái việc vận chuyển lưu thông này, ví dụ như là mà không thể chắc được là xi măng sẽ đến đúng lúc để xây từng cái tòa nhà, mà chỉ cần chậm một chút thôi, fail một chút thôi thì rất nhiều công nhân ngồi không. Thế là khi mà quản lý kinh tế một đất nước ấy, thì kinh tế tập trung nó bị một cái gót chân asin là cần một cái đội ngũ mà cực đông, một lượng tri thức cực đông và tâm huyết để cover mọi ngóc ngách của đất nước thì mới có thể cover được, mà cái đội ngũ đấy chính xác là không đủ, nó không tồn tại, mà không đủ, có đủ đấy chỉ là moment chứ không thể liên tục. Thế là bạn ấy rất là thích những cái lý thuyết đấy và bảo là bây giờ tìm ra làm sao tìm ra mô đồ kinh tế mà nó tránh được cái khuyết điểm của kinh tế thị trường, vì kinh tế thị trường đấy như là nhiều người đã biết rồi là Adam Smith, nên là không có nói rằng là mọi chỉ hoàn toàn là free market mà còn phải có benevolence, cái nhiều người đã lôi ra phê bình rồi, tức là nó chỉ hoạt động trên cơ sở là mọi người đều sản xuất những thứ mà có nhân nghĩa, chứ không phải là thích cái gì sản xuất đấy, không phải là thích thì hô hào cái phẫu thuật đi, dùng những thao tác kiểu như là mình hay dùng gọi là từ thao túng tâm lý đúng không, chê bai cơ thể rất là negative, rất là toxic, thế rằng là chê là ôi, bạn bị da sa chễ này, bạn bị già nhăn đấy, tức là xúc phạm cái ngoại hình trẻ, người ta phải buộc phải phẫu thuật. Đấy thì khi mà chỉ có free market mà không có nhân nghĩa, không có đạo đức thì nó sẽ hình thành cái thị trường như thế. Là những thứ mà xuất hiện, mình có cả những thứ tuyệt vời, những thứ sáng chế đấy, nhưng mà cũng có cả những thứ mà người ta tìm một cách để bán,
Thì miễn là nó lách được luật, luật luôn đi sau thực tế mà. Thế nên mình phải thấy vấn đề xong mình bắt đầu mới quy định, quy định bao giờ nó có khoản như thế. Thế là những người đấy mà họ chỉ nghĩ đến cách lách luật thôi thì dù thế nào chăng nữa họ tìm cách để họ cố bán cái thứ mà họ cần nghĩ đến profit thôi. Thì bạn ấy rất định discuss với mình về cái việc là tìm ra một cái model mà nó vừa có thể tránh được cái khuyết điểm của kinh tế thị trường mà tránh được cái bottom asin của kinh tế tập trung. Thì đây là bạn ấy đắm chìm trong cái đó, bạn ấy discuss. Khi mà nói về lịch sử Ấn Độ, bạn ấy cảm thấy đau buồn quá, bạn ấy không không có đi ngủ được ấy. Thế là bạn ấy quên hẳn cái phần game đi. Hôm đấy bạn quên luôn. Là nó có hiệu ứng đến cả hôm sau là bạn ấy nhóm rủ game đi rồi bạn ấy không đi nữa. Đây là hình điểm rất là xuất sắc và bạn chuyển Đây sang chính xem cái là sự chính. thành công của mẹ. Thực ra xây dựng cho con cái đam mê như vậy thì nó rất là khó, không phải ai cũng có thể làm được đâu Ngọc. Anh thấy cái kiểu giống như là cái này là gọi là cùng đồng hành với con, cùng con lớn lên đó. Chứ còn anh thấy vẫn rất là nhiều phụ huynh, theo cái quan sát cũng như cái mối quan hệ của anh thì anh thấy rất là nhiều phụ huynh cũng trong cái độ tuổi đó, nhưng mà con để xây dựng cho nó cái đam mê đọc sách thôi đã thấy khó khăn lắm rồi, chứ còn cái việc mà thảo luận sâu xa hơn nữa thì rất là khó. Cho nên là Ngọc rất là thành công trong cái việc xây dựng cho con cái thói quen đó mà thể hiện chính kiến của bản thân, tuyệt vời. Mình nghĩ là chắc là thuận lợi hơn vì mình học xã hội ấy. Thì nếu mà các vấn đề mà tự nhiên thì có lẽ là nó cũng sẽ rất thú vị ấy, nhưng mà để mà đưa ra vào show được ấy, chẳng nhẽ lại đưa phòng thí nghiệm mang về nhà đúng không? Mình nghĩ là sẽ, vì lúc bé thì mình thấy bạn cũng rất thích hóa, nhưng mình phát hiện ra là với cái trình độ mình chuyên về xã hội ấy, mặc dù mình rất thích hóa mà ngày xưa đã từng kiểu cấp 2 là lẽo đẽo theo các bạn đội tuyển hóa đi học thêm về nhà thầy. Em mình cũng có một cái lượng gọi là basic thôi, nhưng khi bạn ý ngày xưa mình nhớ là mua một cái chai nước chấm ấy, bạn ý cũng hỏi là đọc thành phần như thế thì bạn ý phát hiện ra là nó một cái phản ứng nó sẽ tương tác động với nhau ấy, thì làm sao mà nó giữ được hai cái chất đấy ở trong cái chai nước chấm đấy. Mình giúp bạn ý Google Scholar tìm một bài báo, thì sau đấy phát hiện ra là vì nó cái muối nó yếu, muối yếu với axit yếu ấy, thế là đấy là bạn ý sẽ hiểu cái cơ chế của nó. Thì nhưng mình phát hiện là những cái đấy mình chỉ có thể show bài báo cho bạn ý, mình không thể show cái chất gì ra đây cho bạn ý bạn nhìn ý. Mình quan thấy là như thế thì nó sẽ kém thú vị rất là nhiều. Không biết là các mẹ mà học các ngành tự nhiên đấy, hóa lý thì có bê cái gì đấy về nhà làm cái phòng thí nghiệm sinh viên ở nhà để khi mà con hỏi thì mình chia sẻ cái đam mê với con như thế. Thì mình không chắc là ngành xã hội sẽ lợi thế hơn ngành tự nhiên hoàn toàn cho trong cái yếu tố đam mê và truyền đam mê cho con. Mình không sure, ngay sẽ phải hỏi các bạn bên tự nhiên. Nhưng nếu mình là một người học tự nhiên và nếu nghĩ những cái phản ứng mà nó không gây hại, không độc chẳng hạn, mà có thể thực hiện được, chắc là mình nghĩ là mình sẽ mang về nhà cho con. Chắc là sẽ cũng sẽ truyền được cảm hứng cho các này các khác. Thực ra thì mình không phải là chỉ nói chuyện với các bạn nhà mình đâu, mình có một cái chiến lược là tiếp cận từ từ ấy. Vì nếu mà mình chỉ lôi con mình ra khỏi nhóm bạn ấy sẽ không chơi được đâu. Đấy, chúng nó không không ra đâu. Thế mình thường chiêu bài là các ngày lễ, ngày sự kiện của trường là mình đến trường con và chơi với cả nhóm. Thì nó sẽ dễ hơn mà càng nhỏ càng tốt. Như bạn nhỏ ấy, hôm trước mình đến lớp bạn ý cái ngày đấy cũng là ngày hội chợ. Thì các bạn nhỏ là các bạn ý còn trong sáng, bạn ý chưa fix đấy. Bạn ý chưa chưa có một cái fix làm theo hẳn một cái cách sống nào đó trên quảng cáo. Với bạn lớn sẽ rất khó, nhưng vì các bạn ý có hẳn một cái thói quen rồi, như là thường xuyên chơi game đấy, thường xuyên trang điểm hay là thích shopping, mất tâm lý rồi là mình sẽ rất khó. Thế nhưng các bạn nhỏ lớp 3 thì ok. Thế là khi đến khi mình nói cái gì các bạn rất thích là đến nỗi mà ngoài sân trường nó rất nhiều trò chơi đấy. Có cái ném cái gì, có cái hình tròn gọi là trò gì nhỉ, ném gì nhỉ, trò Bóng dân gian, tiêu quá hả? Bóng tiêu quá hả? ném 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 tiêu ném một luôn. cái cục gì đấy qua một cái hình tròn cao cao ấy. Bóng rổ. Đúng Không không? phải bóng rổ, Không mình thấy phải cái hả? cục cao cơ của truyền thống mình á, của người miền núi ấy. Có cái vòng tròn cao cao một thôi, xong mình ném một cái cục gì qua ấy. Cầu may hả? Chắc thế, Không không phải may đâu. Tóm lại phải là hả? nghĩa là các bạn ý đang chơi ở đấy rất là vui. Thế mà đầu tiên là một bạn hai bạn, sau đấy cuối cùng gần như một nửa lớp kéo ra, cô nói tiếp đi, cô nói cho con đi. Thế là xong, mà có một bạn này, bạn ấy có thiên hướng nghiên cứu từ nhỏ, thế bạn ấy khoe là con nói cho cô biết nhá, những cái chấm nhỏ ở quả dâu nhá, nó không phải là cấu trúc quả dâu như thế nhá, nó là vi khuẩn. Mình cũng chưa biết cái này luôn. Đấy. Thế là rất là đắm chìm trong bạn ý. Xong rồi cô ơi, con không hiểu sao là người ta lại phải phá hoại môi trường. Con không cần nhiều quần áo hay giày dép ấy. Con muốn lớn lên mà chỉ cần đủ ấm này, giày thì để đi không ngã. Thế là muốn như thế thì có sống được không cô? Thế lúc mà các bạn còn rất ngây thơ. Thế là bạn ý là bạn kiểu quá tâm huyết đắm chìm rồi. Mình đây đây là một dạng năng khiếu.
À, con bảo bố mẹ con là mua kính hiển vi về cho con muốn soi mọi thứ ở nhà. Các bạn thì có một phòng thí nghiệm nhỏ ở nhà. Đấy, và đấy là do bạn ấy đặc biệt, nhưng bạn ấy lôi kéo tất cả bạn khác thì các bạn khác nghe mất thể dãi. Xong bắt đầu thi nhau hỏi, là vì ở hội chợ các bạn mà mua các sản phẩm xong thì bạn ấy rất là đam mê, bạn ấy lôi gói thành là cô xem cho con bây giờ làm sao để biết chất này có độc không, có mua cho mẹ con ấy. Mình kiểu thấy rất là cảm động luôn. Thì khi mà đến được cả nhóm ấy thì nó rất tốt ở chỗ là mình mà chơi với cả nhóm ấy, thì con mình sẽ cũng sẽ thấy là những cái mà mẹ nói đấy nó cũng có thể hấp dẫn với rất là số đông người. Chứ còn nếu không mà mình mà tách rời hẳn con ra chỉ có con với mình thôi, hai người, xong là người khác đều đều đều, đều nói khác ấy. Thế thì mọi người bảo tiêu dùng đi rồi mua sắm đi rồi cứ thải nhựa đi, sống một đời chứ mấy. Nếu mà số đông như thế thì bạn sẽ nghĩ là hình như mẹ mình có vấn đề ấy. Cái khác. Nhưng mà đấy, với bạn bé thì mình thấy khi đến lớp ấy là ở cái độ tuổi đó là chỉ cần giới thiệu một chút thôi là tự nhiên các bạn ấy rất là sáng, vì cái từ lúc này tâm lý các bạn ấy chưa là fix theo những cái quảng cáo bạn hay xem, thì chưa chưa có xem nhiều, thì các bạn nhận ra ngay là nên sống như thế nào, nên suy nghĩ về những gì mình tiêu dùng. Thế thì nó rất là, mình thấy rất là dễ thuận hơn. Thế còn bạn lớn là khó rồi, bạn lớn là các bạn ý là nhóm bạn ý là có người có quan điểm rất là fix là chơi game xóa đi cũng chẳng việc gì mà phải đọc nhiều sách cả, sống nhanh đâu mà. Thì sẽ khó hơn. Đó, khó hơn. Mình không có ý định là phải lái các bạn ý theo một cách sống của mình, nhưng mà sẽ khó hơn để các bạn ý thậm chí là nghe đến một cái option, một cái lựa chọn cuộc sống của mình. Thì mình nghĩ là cái cách tiếp cận cả nhóm đấy nó cũng sẽ mang lại nhiều thông tin cho mọi người, nhưng với nhóm lớn Chắc chắn, khó chắc hơn. chắn có hiệu quả xã hội rất là rộng về sau. Nó cũng là một cái tip để cho mọi người để ý là trong giáo dục ý, nếu mà những cái kiến thức mình đưa vào từ khi còn nhỏ ấy, thì các bạn ấy mới có thể dễ dàng tỉnh táo, gọi là critical, các bạn mới xem được. Còn khi mà các bạn ấy đã bị gọi là cái thuật ngữ phương Tây gọi là structural đấy, như theo mình là thuật ngữ phương Đông mình là say đấy. Khi mà các bạn ấy xem quá nhiều quảng cáo TikTok rồi người mẫu rồi khoe thân, mọi người đều son phấn rất nhiều, ăn mặc hở hang, bạn ấy đã sống như thế rồi, thì việc bây giờ mà mình discard lại là giống như là các bạn sẽ cảm thấy bị tấn công ấy, cảm thấy như là mình sai mà không ai thích, là thừa nhận là mình thậm chí đã sai nhiều năm đã lãng phí chẳng hạn. Thế thì các bạn ấy sẽ có thiên hướng là argue cho những cái thứ mà nó đang phổ biến như thế đấy, hay là cái cách argue là cứ chơi game đi, học hành chỉ vừa phải, cũng chẳng cần nghĩ đến nghề nghiệp làm gì ấy. Thì nếu mà bây giờ bố mẹ có nhiều nhà thì cứ cho thuê là xong nhỉ. Bạn ấy thực sự nghĩ như thế và đã quen có cái định hướng đó từ nhiều năm rồi và quyết định là sống như thế rồi ấy, thì việc mình giới thiệu một cái quan điểm khác sẽ mình thấy là khó hơn rất nhiều, có thể cần nhiều năm nữa để các bạn ý may ra có thể tương tác lại với quan điểm. Theo như anh nhớ là Ngọc đang là mẹ đơn thân thì Ly hôn, thực ra mình thấy cái từ đơn thân này nó hơi khó vì sẽ đang gây những sự tình như kiểu là nói tránh nói giảm. ly hôn mình thấy bình thường mà. Mình thấy Thì nó kiểu kiểu như là tại vì An đã cũng có trao đổi với Ngọc đó, thì An thấy là Ngọc rất là thoải mái trong cái việc đó. Nhưng mà em biết là cũng có rất là nhiều người họ họ khó có thể trải qua được cái trạng thái tâm lý mà thì là như họ vậy chưa đó chưa đến đó. cái đoạn này thôi. Đó. Nên là em chợt nghĩ là Ngọc có thể có một cái lời khuyên nào đó, hay là gọi là một cái biết nói làm sao nhỉ, một cái tip ha, để có thể Mình nghĩ là mình chẳng chia cao siêu sẻ. gì đâu, chẳng qua là may mắn học xã hội học thôi. Thực ra thì trước khi mà mình học PhD ấy, thì cái việc này đối với mình nó cũng chưa dễ. Thế cái việc mà kiểu phụ nữ ở Việt Nam mình bây giờ này, rồi ở nhà chăm con cái, rồi đẻ xong vết dạn, rồi cơ thể, rồi ngực cho con bú thay đổi này, xong đến khi thấy chồng đi strip club hay gì đó thì cảm thấy nó là một cái cú đánh vào giá trị. Tức là tình yêu cuối cùng là gì? Thì cuối cùng là chỉ có body thôi hả? Tức là bây giờ cứ body trẻ là hấp dẫn hơn, hay là value gia đình và tình yêu rốt cuộc là gì ấy? Chẳng nhẽ chẳng nhẽ cái việc mà sinh con trải qua sinh tử như thế, thế những cái vết dạn này nó không đẹp sao, nó không lý tưởng sao, lúc đầu ý nghĩa của tình yêu chẳng phải thế sao. Thế mà đến khi đấy, khi mà thấy đàn ông đến những cái chỗ như thế ngắm những cái miếu, thì rốt cuộc cái mà người ta cho là mỹ thuật là rồi là đẹp thì rốt cuộc là cái gì? Lại những body trẻ à, hay là mà
rốt cuộc là hai người sống với nhau với tình yêu rồi bắt đầu là để làm gì, là để có cái gì những cái chia sẻ với nhau, hay là để lén lén đi làm một cuộc đời riêng mình thích. Nếu mà lén lén như thế thì sao không sống riêng đi, đúng không? Đấy thì là cái lúc mà mình chưa học PhD thì mình sẽ cảm thấy là nó là một cái gì đấy gọi là ối sốc rồi buồn rồi không hiểu thế. Nhưng mà đến khi mà chắc là các bạn học xã hội học, mà các bạn học mình nghĩ là cả nhân học đấy, tâm lý và giáo dục thì sẽ cũng sẽ biết đấy là chuyện ấy hết sức bình thường. Thế là khi mà ấy, xã hội ở cái giai đoạn mà nó có cái giá trị đông tây khác nhau, rồi kinh tế thị trường hiện tượng kinh doanh, người ta đưa cái giá trị vào, người ta phải kiếm tiền, người ta nghĩ về profit maximization. Thế mà người ta không có một cái nền benevolence như một cái lý thuyết tổng thể của Adam Smith ấy, thì nó là cái sự nó chưa hình thành một cái văn hóa, một cái xã hội mới. Thế mà với những cái phát sản người ta đã nghĩ rằng à bây giờ đấy globalization rồi phương Tây là hay là tốt, mà chi tác họ đã hiểu phương Tây thì suy ra cứ xem phim ảnh ấy thế thì mở vũ trường là thành điệu rồi, họ sẽ rất khó để xác định giá trị. Mình cũng phải nói là trong PhD mình có thái độ thông cảm hơn rất nhiều, với thông cảm không nghĩa là cổ vũ nhé, mình hiểu, mình em có tự sai được và tại sao lại có những người họ kinh doanh những cái dịch vụ như thế. Thì ăn làm gì có ai có thời gian làm việc nghiên cứu, suy nghĩ triết học tư tưởng, rồi nhìn cả quá trình hình thành những cái value về hình ảnh phụ nữ rồi tình yêu như mình. Thế thì người ta cũng chỉ là cơm áo gạo tiền thôi. Thế mà trong cái giai đoạn nhất định sẽ hình thành những cái kiểu, những cái mô hình, mô đồ như thế, những cái lựa chọn như vậy. Thế thì mình hiểu hơn, và cả những cái option trong mối quan hệ mà label đấy gọi là dán nhãn tình yêu với gia đình của mọi người, xuất hiện rất nhiều quan điểm. Đấy, sẽ có nhiều người thì cho rằng là như thế là bình thường, họ thì coi rằng là chuyện ở dưới đàn ông thì ấy đi đến cái chỗ là bình thường đó. Thì miễn ví dụ nhiều nhiều mẹ cũng phát biểu quan điểm thế, là ví dụ như đưa tiền nuôi con, hay là về nhà đúng giờ, gọi đúng giờ không phải là đúng giờ, trước 3 giờ sáng nhưng mà thế họ sẽ có những cái xuất hiện những cái mà họ không thực sự clear về nguồn gốc lý do tại sao nó xuất hiện. Đấy, không biết là cái hình thành cái tư tưởng đó bao giờ mà họ chỉ có những cái lựa chọn như thế thôi. Có lẽ là họ gọi là thỏa hiệp một cách mà uninformed, tức là không không biết, họ đành phải đưa ra quyết định trong cái hoàn cảnh là họ không biết, mà mình phải thông cảm vì họ không biết, thì đương nhiên là họ phải nhắn nghiên cứu rồi họ biết thế mà mình chẳng qua là may mắn hơn khi mà mình hiểu thấu mọi chuyện rồi. Xã hội tất nhiên như thế, sẽ có những nhóm đàn ông nghĩ như vậy, sẽ có những người phụ nữ chấp nhận như thế. Thế và cái chuyện mà lựa chọn như mình nói với em là đi hay ở là nó tùy mọi người thôi, một khi đã làm việc nghiên cứu rồi thế thì mình chỉ nhìn bạn kia rất là thực tế, như là làm như nào thì con thoải mái hơn. Bây giờ ở mà một người thì pursue cái lý tưởng tình yêu là admire và attract bởi cái ideology của người đó, thế và không chẳng có cảm xúc gì, và còn biết thừa những cái hình thức objectify phụ nữ kia chẳng có ý nghĩa gì, không hứng thú. Thế một người đam mê passionate như thế với ideology và chỉ yêu một người khi người đó cũng trân trọng cái ideology của mình, và mình cũng tìm thấy cái một cái tư tưởng trong cái người đó. Thế bây giờ một người thì sống như thế, một người thì cho rằng không rõ lắm, cứ đến những chỗ strip club đi, cứ đưa tiền cho vợ là được. Thế thì hai người như thế mà sống trước mặt con thì mâu thuẫn như thế, xong mỗi khi nói đến quan điểm thì đều khác nhau. Đấy, một người thì nghĩ rằng là một khi mà người đó đã không cùng tư tưởng với mình và không có cái đam mê tư tưởng của mình thì mình không chạm vào, có thể là sống như bạn bè với con thôi, nhưng mà có thể là ngủ riêng và trò chuyện với con thôi, nhưng một người thì không chấp nhận chuyện đó. Thế thì có sống được không? Thế mà khi mà họ không đồng ý mình không quyền ép họ, đúng không? Mình không thể ép người khác là không, bây giờ anh phải vì con là chúng ta là phải sống tách ra, không chạm vào nhau, nhưng mà chỉ cùng nhau chăm sóc này nọ thôi. Nếu mà họ không đồng ý và họ họ approach nhiều lần với quan điểm khác thì cái việc ly hôn mình thấy là cũng không chỉ tôn trọng mình đâu mà phải tôn trọng họ nữa. Thế vì không phải ai cũng cũng có cái tư tưởng như mình, và nó sẽ không healthy cho con khi mà hai người có quan điểm nó gọi là quá đối ngược như thế, xong rồi vẫn sống cùng nhau. Đấy, mà một người có quan điểm là không chạm vào tách riêng, của một người thì có cái design, cái needs khác về sexual, thế nó không giải quyết được. Thế mà cố ép như thế trước mặt con, một người này push người kia, thì mình nghĩ là rất là unhealthy cho con. Và trong trường hợp này thì đấy, ly hôn nó là cái mình nghĩ rất là nhân văn, và nó sẽ trả lại cái cuộc sống tự do cho cả người kia, nó không chỉ cho mình, là người kia sẽ được sống như cái mà họ đang muốn. Thế và cũng thoải mái sống với cái niềm, cái tư tưởng, cái
cái định nghĩa của mình về tình yêu mà mình lựa chọn thì mình thấy rất là healthy. Và khi mà bây giờ bạn nói đấy, một nhà khoa học rồi, mình đã hiểu thấu xã hội rồi, thì nếu mà chọn ở lại, mà có những mẹ sẽ có quan điểm khác nha, nên là mình hoàn toàn tôn trọng, mình không có ý là cho rằng quan điểm mình tốt hơn. Tại vì hôm trước cũng nói chuyện với một bạn khác ở trong nhóm con của mình, cũng tầm tuổi teen đấy, lớn hơn con mình teen xịn đấy, thì bạn nói rằng bố mẹ bạn ý là tuy không ly hôn nhưng mà không còn tình yêu, vì hai người quan điểm rất là hoàn toàn trái ngược đó. Dạ, thế không không còn cái cảm xúc gì dành cho nhau, nhưng mà có nói với nhau, và bạn ấy cũng biết rồi, tuổi teen bạn cũng biết rồi, vì khi bạn ấy hỏi bố mẹ đã, theo bố mẹ không có cái cử chỉ tình cảm này nọ rồi quan tâm đến nhau ấy, thì bố mẹ cũng nói rằng bố mẹ sống như bạn với con để cho con có một cái môi trường không thay đổi, nhưng mà mẹ có một cái lý tưởng theo đuổi hoàn toàn khác, và bố thì không thích điều đó. Đấy, hai người thực sự không thích nhau mà tâm hồn, nhưng mà cố sống với nhau, mà hai người lại vẫn có gọi là quan hệ sexual. Mình cũng tôn trọng cái lựa chọn của các mẹ đó, thì mình nghĩ là mỗi người rất khác nhau, mình thì không, mình không có cái quan điểm là hai vợ chồng đã không còn chung một cái đam mê lý tưởng, nhưng mà chạm vào nhau mình thấy nó mình không hợp với mình đó, thì mình giữ khoảng cách, bạn này bạn xịn luôn. Đấy, phải tôn trọng nhau và phải làm cho nhau an toàn đấy, không được ấy xâm phạm hay là có những cái suggestion, không được gợi ý gì hết đấy. Nhưng mà mẹ của bạn kia thì cho rằng là nó là một cái needs của con người. Thế thì mẹ bạn ấy không muốn idolize cái chuyện đó như mình, thế mình coi mình idolize nó đúng không, mình coi là nó phải là biểu tượng của một người cùng tư tưởng tinh thần đấy, thì mình muốn chạm vào mình, thì mẹ bạn kia cho rằng là không, đối với tôi thì nó chỉ là một cái needs, thế nó chỉ thay cho một cái gọi là như là Giống như ăn bữa cơm vậy hả? Giống vậy cũng tôn trọng quan điểm khác, cho mình không cho rằng quan điểm mình tốt hơn, thế mình nhờ mình nói ra là mình khác, mình cũng tôn trọng quan điểm, và bố mẹ bạn ý cũng open với bạn ý là bố mẹ có ngủ cùng nhau nhưng bố mẹ không còn yêu nhau, và đây là một cái quyết định để đảm bảo cho con là con không thay đổi về môi trường. Thế nhưng mà bố mẹ không thể nào mà diễn ra được cái cảnh là tình cảm, quan tâm hay hỏi han. Thế thì cũng để cho bạn biết bố mẹ chỉ là bạn, rất nếu giúp được gì trong cuộc sống thì nếu mà nhờ được mà cũng không khó lắm thì giúp, nhưng mà sẽ không 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 thể nào mà diễn ra được cái thực sự đam mê nhớ nhung của hai người yêu nhau, vì bạn lớn bạn biết và tuổi teen, các bạn ấy thừa biết, và bây giờ các bạn có quan điểm các bạn hỏi luôn, con thấy bố mẹ là không phải là hai người yêu nhau đấy đó. Thế bạn nhìn bạn hỏi mẹ là mẹ còn yêu bố không, thì không, mẹ không yêu bố, nhưng mà mẹ sao không, bạn cũng hỏi là về việc ngủ cùng thì mẹ bạn bảo là chỉ là đó, thì chỉ là một cái nhu cầu, và không có thì không có cái tình yêu, thì mình cũng tôn trọng cái lựa chọn đó. Và theo mình là mình không cổ vũ ly hôn nhé, thì mình nhưng mà để giải quyết nó thì mình nghĩ là ở trong một cái bối cảnh mà con người phát triển theo một hướng tư tưởng khác nhau ấy, thì để tránh được ly hôn thì nó không có nghĩa rằng là khi mà hoàn toàn không hợp rồi, khi mà ảnh hưởng đến con rất là toxic rồi, cứ cố ép sống với nhau xong quánh nhau cãi nhau, người này thì ép người kia, push người kia, harass người kia, gạ gẫm thì người kia thì sợ hãi thì cái đó không tốt. Thế nhưng mà để mà tránh được nó thì nó phải từ nguồn gốc, là thế hệ mình sẽ tìm ra những cái lý giải và tư vấn cho các con thế hệ sau, là sẽ phải lựa chọn hay suy nghĩ về chiến lược và kỹ hơn như nào để cho nếu có hôn nhân thì nó phải là một cái quyết định nó sound, nó safe hơn. Thế còn tại cái thời điểm của mình là chúng mình rơi vào thế hệ này, nhiều khi mà khi đọc những cái phê bình của những cái article mà cứ nói là thế hệ trẻ bây giờ dễ ly hôn này nọ, mình lại không nghĩ thế. Hôm trước mình có từng nói về cái lý thuyết gọi là chuyển từ xã hội làng nông nghiệp sang một cái xã hội mà chuyên môn hóa hơn ấy, cùng chút can. Thế mình bảo chứ chưa chắc là các cụ yêu nhau hơn, các cụ dễ hiểu nhau hơn, có cái gì khác nhau đâu, hai người cùng làm ruộng thế cũng biết là giờ này cần nghỉ, giờ kia cần ngủ. Thế quan điểm đạo đức ngày xưa rất giống nhau, mà không có nhiều cái sự khác biệt để lựa chọn. Chứ lúc chưa có strip thế thì ấy, hoạt động hàng ngày là cùng nhau hỗ trợ những cái việc nó có thể lường trước được, nên người ta rất có thể hiểu nhau, là dành cho nhau một sự quan tâm nó đúng với mong đợi người kia. Thế là mình cũng có lần thảo luận với Ruby là ô, thế thì các cụ cũng không phải là yêu nhau hơn mình đâu nhé. Đấy, thì bây giờ chơi quả là hai người là người nghiệp khác. Đấy, giao tiếp với những người khác nhau, tư tưởng khác nhau, đọc sách khác nhau, để dẫn tới quyết định khác nhau. Ui, thế mà lại yêu nhau hả? Thế mới kinh. Có khi đấy, thế hệ của mình yêu nhau được từng đó, có khi là giỏi hơn rồi. Cũng không không nên quá cái coi thường cái tình cảm của thế hệ mình. Mình nghĩ là nhiều khi thế hệ của mình đã cố gắng hơn rất nhiều rồi. Cố gắng dàn xếp, cố gắng negotiate với nhau, và cố gắng tìm một cách để cho con tốt. Cái những gì mình đang làm nó khó hơn các cụ rất nhiều, không phải là dễ. Vì trong một bối cảnh có quá nhiều thứ, quá nhiều quan điểm. Đấy, game rồi porn rồi các quan điểm dụ dỗ con, các nhóm bắt nạt học đường, làm sao để cho cái ảnh hưởng quan hệ của mình và chồng cũ nó không không ảnh hưởng toxic đến con, cố gắng điều chỉnh. Thì mình thấy là việc của chúng ta làm khó hơn rất nhiều, không không thể lúc nào xúc phạm là thế hệ trẻ rồi dễ đi hơn, dễ đâu mà dễ,
Thấy các mẹ đang đây học điện thoại nghĩ đến con rồi, suy nghĩ là đọc rất nhiều, tìm nhiều tư vấn, nên đấy, đây là một cái mà mình nghĩ là người học xã hội học đều biết cái sự chuyển đổi này. Thế thì mình thấy mình không cổ vũ cái chuyện lưu, nhưng mà mình cho rằng nếu mà mọi người chọn một cái gì đấy thì nên nghĩ xem cái gì nó không toxic, nó tốt, nó nice, nó tốt cho tâm lý phát triển của con. Nói thẳng tôn trọng các con hay không, thì bây giờ các con đều biết và đều hỏi. Thế các con cũng nhìn thấy trên internet rất nhiều thứ, có nhiều quan điểm xuất hiện, cứ rối quanh co để che đậy rồi bảo im đi, rồi đừng hỏi, thì đừng có search internet, nó không phải là cách giải quyết, nó không tốt với con. Vì khi mà quan điểm individualism nó xuất hiện, cái individual theo mình là nghĩa tích cực ấy, thì mình không ý nó là tính ích kỷ. Đấy, khi mà con nhận ra sự tồn tại của mình, con cái quan điểm là nó xuất hiện xã hội, individualism thực ra bắt đầu từ chuyện Kiều ấy. Mình nói là thực ra Việt Nam mình nó không chỉ có tính cộng đồng đâu, mà từ chuyện Kiều là bắt đầu mình thấy khỏi, mình thấy mình đọc được chết mình sai các cụ thôi. À, mình đọc của ai nhỉ, phải sai ra thực tế, Trần Đình Hữu. Nói về cái việc là Việt Nam có individualism không, tức cái tư tưởng mà nhận ra cá nhân, mình không nói tính ích kỷ, nhận ra sự tồn tại là cá nhân, có nên có cảm xúc riêng, có câu hỏi riêng, có cái quan điểm riêng hay không, giữa cái đối xứng nhất, không phải là bỏ qua mà kết hợp với cái việc là có trách nhiệm cộng đồng. Thì mình con bây giờ có individualism rất là rõ, con hiểu cái sự tồn tại của mình là một cá nhân. Thế mà bây giờ nó bảo con là im đi, phải này phải thế kia, nó không tôn trọng, nó làm như là con không tồn tại. Thế nên cái việc mà nói thật với con một cách tôn trọng, mà nói rằng là mẹ chọn như này vì mẹ thấy cái này nó không toxic. Thế bây giờ cứ trước mặt con mà cãi đấy, đấy rồi một người push người này rồi người kia reject ấy, nó là con sẽ không healthy. Thế nó chẳng thể hiện ra cái gì cả, bạn chẳng phải. Thế nên là nó sẽ ảnh hưởng đến con. Thì cái việc mà ly hôn cùng chăm sóc con ấy, mình nghĩ là nó healthy. Nếu mà nó healthy hơn mà nó tốt cho con thì thậm chí là nhiều mẹ còn quyến luyến chồng này nọ. Mình khuyên là hãy hãy ưu tiên cái trách nhiệm của mình trước, là mình phải tạo ra môi trường không toxic cho con. Thế còn bây giờ các mẹ cứ quyến luyến xong đau khổ, tuy là cố ở lại xong rồi khóc lóc rồi thì Đó đó. thì thà rằng là nghĩ xem là nó có tốt không, nó gây cho con cái hình ảnh là mẹ phải hy sinh vì con, à mẹ mẹ chọn cái đấy không vì mẹ đúng không, con là đeo đeo cả đời một cái mác là chỉ tại con ấy, mẹ sống cả đời kiểu đau khổ khóc lóc cả đêm thì Đó. nó rất là nặng nề cho con đấy. Thì cái việc mà mình làm sao đấy để mình đứng đầu cũng nuôi con ra là ơi tôi là vì con nên tôi mới phải cố chịu những cái hy sinh này rồi đau khổ này, mình nghĩ là không nên nên đưa một cái option là như thế nào thì không 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 toxic cho con. Thế mà để đạt đến cái mức này mình cũng phải trải qua rất nhiều, thì mình nên nhớ là hai người đã ly hôn là có cái sự không tin tưởng rất là cao đấy, tức là không còn là tri kỷ nữa, mà cái người này sẽ nghi ngại là cái cách nuôi con của người kia là không tốt. Thế nên nên mình phải điều chỉnh này rất nhiều. Vì lúc đầu mình luôn cho rằng lúc ý là mình chưa nắm rõ cái lý thuyết về xã hội học mới học mà, thì mình luôn cho rằng là cái cách của mình để bảo vệ môi trường này, dùng thảo mộc với không uống kháng sinh, mọi thứ đều là tốt hơn, rồi từ từ để cho con vượt qua, chứ không bao giờ ép con ấy, để cho con chiến thắng như mình từng ấy. Thế thì mình luôn nghĩ là chỉ có mình là tốt hơn. Thế nhưng mà lâu dần thì mình nghĩ lại là mình không không nên quá fix như thế. Khi mà nghe quan điểm của bố bạn ý là cứ ăn thoải mái đi rồi chết là cũng được ý, mình còn cảm thấy tôn trọng, mà mình cho rằng là mình cũng phải khe cái việc mà có người họ thực sự chọn thế, mình có tư cách gì đó. Thế nếu mà con đã trưởng thành mà con thực sự inform, mà nếu con vẫn chọn thế mình cũng sẽ phải tôn trọng con cơ, chứ không phải là cứ bảo là ngày xưa mình có quan điểm là vì mình đẻ ra rất là vất vả đấy, thế là con phải bảo vệ sức khỏe con. Thì đã từng có quan điểm này, mình cho rằng là như mẹ đẻ con ra mẹ bị tụt lợi rồi kiểu xương thế, bây giờ con phải giữ sức khỏe. Thế vì nếu không thế là bất hiếu, mình lôi khái niệm bất hiếu, bây giờ mình nghĩ là không đúng. Con là cuộc đời mình tự chọn là mình đẻ ra con, nhưng con nó không bảo mình đẻ ra, bao giờ là yêu request cơ, kiểu trước khi mang bầu nói trên trời nó request mình chẳng hạn, bà đẻ tôi đi. Thế thì mình sẽ argue với nó là contract bây giờ là đấy, bây giờ mẹ tôi đẻ tôi mất xương cứ như này, sao lại phải giữ sức khỏe, phải sống khỏe không được lãng phí. Thì mình được argue, mình nói là mình tự đẻ ra mà, thế là nó muốn dùng cái sức khỏe của nó thế nào ấy, thì liệu rằng là mình có quyền control không, mình chỉ nên dùng. Thế là bây giờ mình nghĩ rất là kỹ việc này, mình nghĩ là mình chỉ nên inform cho nó, tức là mình dành cái tình yêu và cái sự thông tin cho nó, còn quyền chọn thì đúng là để cho nó đến khi trưởng thành, không phải bây giờ. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng là inform, nhưng khi mà nó đã tới mức độ trưởng thành rồi, nó chọn như thế, nó ai yêu ấy, còn bây giờ con là người trưởng thành, con chọn nó ăn như thứ này, đúng là mình sẽ phải dè sang một bên. Thì mình cũng nghĩ là mình phải tôn trọng quan điểm của bố bạn ý nữa. À, mình nghĩ là bây giờ thì do là hai bên cũng đã đạt được gọi là những cái agreements, nó đồng ý là sẽ tôn trọng cái quan điểm khác nhau và chấp nhận là con sẽ đứng giữa nhiều quan điểm như thế, thì tùy con, hai bên cùng inform thế, và để cho con này, con lúc đầu thì con nó cũng bảo lỡ bây giờ muốn một kiểu rất là khó, mà ở không bây giờ xã hội đúng là như thế, con cứ thoải mái đi. Và có những lúc con sẽ chọn là nghĩ lại, để cho con bây giờ thì con mình rất là thoải mái, nó chấp nhận cái việc là
bố mẹ có cái quan điểm rất là khác nhau, và nó có thể có lúc đồng ý với người này, có lúc đồng ý với người kia. Thì bây giờ là thoải mái rồi, thì mình thấy khá là healthy. À, mình bây giờ thì mình thấy là hai bên mình và chồng cũ mình là gọi là thông báo thu xếp nhau rất là tốt. Nhiều khi là có việc này thấy cô lúc bạn người kia, mình cũng sẽ gọi ngay để hai bên có thể cùng cùng thu xếp tốt cho con và tôn trọng cái lịch trình của nhau. Tức là khi nào thì bạn ý ngày xưa mình còn lo lắng như kiểu về quê sẽ có cái lối sống khác, như là nhiều người sẽ bảo là thôi cứ uống kháng sinh đi rồi nhai kẹo này kia, mình cũng rất là lo. Nhưng bây giờ mình nghĩ là con sẽ luôn tương tác với người như thế. Thế thì mình cũng tôn trọng cái việc là có những ngày mà bố bạn ý sẽ đưa các bạn ý về và tương tác với những người khác quan điểm, có những ngày sẽ gặp mình thì khá là nice. Cũng cũng khá là hay, tại vì để mà đi được đến cái sự đồng thuận và thấu hiểu cái đối phương, cái quan điểm của đối phương, và Tôn để trọng mình thay đổi cái quan điểm, mình chấp nhận cái quan điểm người khác, đó cũng là một quá trình, và đó cũng là một cái cách hay để cho những cái phụ huynh trong cái tình trạng như vậy, họ có thể đứng ở vị trí này mà suy nghĩ cho đối phương ở vị trí khác, thì em nghĩ cũng là một cách rất là hay. Không biết Ngọc còn có cái điều gì mà Ngọc muốn chia sẻ cho các chị em không, các phụ huynh không? mình chỉ đang chợt nhớ ra là mình không chắc là mình đã trả lời cái câu hỏi cuối một cách nó informative cho những người mà họ còn đang đau khổ hay chưa thoát ra. Thì thứ này lúc đầu mình cũng đã nói là nó không dễ với mình, bây chẳng nhẽ lại nói với mọi người là mọi người đọc lý thuyết xã hội học thì mọi người sẽ thấy đúng không? Thì cách này nghe nó hơi thô, nhưng mà thật là chừng nào mình không hiểu được cái xã hội nhất định là như thế, nhất định sẽ có người đối xử với mình như vậy và nhất định mình như thế này. Nhiều khi mình còn hỏi là tại sao từ đâu mà mình trở thành một người như mình bây giờ ấy, thế xét lại quá trình của mình tương tác với những tư tưởng nào, thế có những ai đã từng impact mình trong suốt quá trình tuổi thơ, ông rồi mẹ rồi các thầy cô đó. Mình đương nhiên là sẽ trở thành người như này và người khác thì trở thành những người như họ, thì có lẽ là thôi lời khuyên thô và thật là một người đọc các lý thuyết xã hội học cũng không nhanh được thì Là cố gắng nghĩ thoáng ha, anh dùng cái À, từ là nghĩ thoáng. khó lắm nói như thế. Cái câu đấy mình thấy cái câu đấy trên mạng nói nhiều, nhưng mà sau thì mọi người không có thoáng ra được ấy. Thì mình nghĩ là chỉ Nói có thì cách dễ là đó. Thực hành. mọi người dành tham đọc lý thuyết của Duke Cam, Duke thì cái lý thuyết mà phân công lao động có bản tiếng Anh đấy, Social Labor Division. Thì mình nghĩ là một quyển tiêu biểu cho mọi người thấy là con người thế giới với trạng thái hoàn toàn khác nhau, tiếp nhận những quan điểm khác nhau, và xuất hiện cái trạng thái là có một số người cảm thấy mình khác hẳn với những người khác và rời ra. Đọc cái này thì sẽ phải đọc song song với cuốn Bản sắc văn hóa của Phan Ngọc, tại vì cái của Trúc Kem mô tả thì nó thiên về xã hội Tây Âu. Cái hiện tượng đấy của Trúc Kem thì mình thấy rất là tốt, nhưng xong mà tại sao xã hội Việt Nam mình nó sẽ nguy hiểm hơn cả cái lý thuyết đấy, nó rơi vào tình trạng là mình tiếp nhận cái giá trị phương Tây mà mình không hiểu nó, không biết xuất phát từ đâu, không hiểu sao tự nhiên trong phim ảnh người ta rồi tự do rồi tình dục người nọ xong rồi nhảy nhót như thế ấy. Lại tưởng thế là hay ấy, thế tưởng là một cái gì đấy sành điệu ấy đấy, nhưng mà bản chất của nó là gì từ đâu ấy đấy, thì chính mình không cần phải đọc sâu về cái đấy, nhưng mà người Việt Nam sẽ không rõ, nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng mà sẽ căn vào việc là tưởng là như thế là tốt và đối xử với nhau mà A nghĩ thế nhưng B không nghĩ thế đấy. Đúng. Thế thì cái Cái lý mình thuyết nghĩ đấy không phải là cái người ta nghĩ. đây là lý thuyết tương tác Đông Tây và xã hội Việt Nam sẽ rơi vào cái trạng thái như thế, thì mọi người đọc quyển dễ nhất là Phan Ngọc. Nhà có những người khác thì nói nặng về cả chữ Hán, gọi là những cái âm Hán quá đi, mình không recommend, nhưng nếu ai giỏi chữ Hán, không may giỏi chữ Hán thì đọc đọc Cao Xuân Huy thì rõ, đọc Kim Định thì sẽ dễ hơn Cao Xuân Huy một chút này. Cái đấy vẫn cũng sẽ dùng nhiều thứ ngữ chữ Hán. Rồi mình không biết là mọi người có hiểu những cái cụm như kiểu là quả dục Cái từ đó, đó nó thì nếu mà hơi hơi cổ đó, cái thuật đúng ngữ nó hơi cổ đó, nó gọi là từ tiếng Việt cổ rồi đó. thế nhưng mà thực ra mình thấy là đấy, vì cái những cái từ đó ngày xưa ấy, một từ ấy nó sẽ bao gồm cả một cái hypothesis ấy. Thế và nhiều khi là muốn diễn giải viết cả một quyển sách để diễn giải một hai từ, thế nên là nếu bạn nào mà tuy là học ngành không phải là ngành xã hội mà còn giỏi chữ Hán nữa, ngành tự nhiên là đã giỏi hóa rồi mà còn giỏi chữ Hán, nhưng mà người đọc những quyển đó sẽ rất thấm cái sao mà mình như mình bây giờ, thậm chí tại sao các bạn lại đi du học, tại sao lại ở đó ở lại các nước khác,
Thì nó đều rất là rõ rồi. Những cái này hầu như có được dự báo từ rất lâu rồi. Nó sẽ xảy ra hàng 70 năm trước. Bắt đầu từ năm 1920. 100 năm và sau đấy thành cái học thuyết rất là firm vào khoảng hai bút chiến 1940 1960 dự báo trước chúng ta sẽ BIP này sẽ còn viết thêm rất nhiều thuyết Tây. Thế hệ này sẽ mang một chữ Hán như cái này sẽ mà chúng ta sẽ bắt đầu dùng cái thuyết Tây vào để giải thích hiện tượng Việt Nam bắt đầu thấy nó cứ gượng gượng. Ví dụ là lúc mà mình mới học cái lý thuyết kinh tế microeconomics ý, về profit maximization đấy và utility đấy. À, nó cứ gai gai ấy. Thấy nó người Việt Nam có sống thế đâu. Thế là mình đi mua hàng thì mình chẳng nặng cái chuyện là utility này nọ như thế. Thế nhưng mà cái này mà nhiều khi là lúc ấy cứ còn trẻ mà mình học thạc sĩ sớm thì vừa ở Việt Nam thì bảo là nó không đúng, chẳng nghĩ nhiều như thế. À, mình cũng không, nếu mà mình kinh doanh mình không coi trọng profit maximization đến vậy. Thế nhà mình kinh doanh bao nhiêu đời mẹ cũng bảo là phải có chữ tín để bán hàng thật cơ mà đó. Thế xong bảo là ông mình nổi tiếng ngày xưa là nhân nghĩa này nọ kinh doanh nhưng mà nuôi giúp rất nhiều người nghèo người cơ nhớ nhớ nó đâu có đúng đâu. Thế nên bảo là có rất nhiều thứ mà mình những cái tại sao con người Việt Nam lại hành vi lại như thế, lại coi trọng cái gì, lại hình thành cái kiểu kinh tế và nó xuất hiện cái xã hội như vậy, phải đọc các lý thuyết Việt Nam. Thì những cái này là dự báo trước hết rồi, nếu mà mọi người có thời gian, mình chỉ biết khuyên thế thôi, là khi mà hiểu hết rồi cái chuyện ly hôn nó quá nhỏ, nó nguội. Không phải là coi thường và promote ly hôn mà cái mức độ hiểu của mình về ly hôn, nên nó chỉ là một trong các hiện tượng đã được dự báo trước trong vô số hiện tượng khác, như kiểu là mình sẽ có những người đã từng phồn hoa, đã từng rất thành công trong kinh doanh gia truyền, bây giờ phải lang thang đi làm công nhân này, hay là sản phẩm của họ không còn nổi tiếng nữa, họ bơ vơ, họ không hiểu cái sự thay đổi của thị trường bây giờ, mass production, tất cả những cái này, ly hôn này, các hiện tượng kinh doanh như thế này, các hiện tượng sản phẩm như vậy này, rồi không gian của mọi người sử dụng này, tại sao vỉa hè lại như thế này, tất thần tật nó chỉ nằm trong cái chùm lý thuyết Đông Tây thôi. Mình rất là recommend cái chùm lý thuyết này, Cao Xuân Hy, Kim Định, Thư Giang, Nguyễn Duy Cần, Dương Thiều Tống là quyển dễ đọc nhất đấy mọi người, nhưng mà không học ngành xã học, mình là của Văn Ngọc, Bản sắc văn hóa. Thế là một câu trả lời rất thâu và thật, đọc đọc cái ngành của tôi Tìm thì phim. thì sẽ nhiều thì sẽ dễ chịu lắm, đọc xong một xã luôn. Ui trời ơi, tưởng thế nào, thực tế Đồng là ý tất cả thế với Ngọc. nào, nó chỉ có thế thôi. Đó, em cũng 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 rất là mê xã học Yeah, rất là này. Thực ra thì đó. cái từ xã hội học lấy sang Việt Nam nó không được phê lắm, thì mình dịch ra mà từ xã hội là mới dịch từ thời theo mình tham khảo Viện Hàn Lâm, cũng không dám khoe khoang đây hỏi, thế là thời Minh Trị đó, họ bắt đầu dịch trước mình đấy, xong là mình Duy Tân Đông Du mình đi sang đấy thì mình học theo, thì mình cũng về lấy một số từ mà lúc đầu nó không nghĩa như thế. Thì bảo là có rất nhiều cái lý thuyết của các nhà khoa học Việt Nam mình nói rằng mình không có xã hội đâu, không phải ở đâu có xã hội, vì xã hội ý, cái social, cái từ gốc Latin này nó xuất hiện những cái nhóm, nó rất hợp với cái cuộc sống urban ấy, books xuất hiện ở phương Tây, là mình này không có urban, không có books, nó không hình thành, thực ra không hình thành cái social kiểu đó. Thế mà cái mà hình thành ở Việt Nam ấy thì là làng, tức là dùng nguyên nghĩa là như thế, làng đấy là một cái mechanism. Thế mà sau này khi mà rộng ra khỏi làng thì mọi người đến gọi nhau, gọi là anh ơi chị ơi này nọ, cái cách đối xử với nhau nó không thành social đâu nhá, nó xuất hiện ra rất nhiều hiện tượng. Thế mà mình không không hẳn là social, nên là chưa chắc là mình đã có society đâu. Thế mà trước 1900 tầm đến cuối thế kỷ mình đọc đến Lương Văn Can 1926 rồi vẫn dùng từ thiên hạ, không xuất hiện từ xã hội rất nhiều. Người ta sẽ coi là ngoài ngoài làng này, ngoài ngoài làng, ngoài gia đình, ngoài ra thì những gì còn lại thiên hạ, mà thiên hạ này, cái từ này, thiên hạ của Việt Nam thì mình thấy nó mang sắc thái khác với từ thiên hạ Trung Quốc, không có ý kiêu ngạo rằng là mình rộng lớn đó, mà lại có cái tính nó có một chút cả một chút đạo, nhưng một chút đạo một chút nho, lão tử á, như là một cái gì đấy mênh mông ở bên ngoài, cái đời này mình thấy nó ra với cái đời thôi. Thế là khi mà nói đến kinh doanh mà không có tín thì thiên hạ sẽ coi mình như thế nào đấy, thì mình cái thiên hạ này nó như kiểu là muôn đời rồi lâu dài, chứ mà người ta không có nói từ xã hội. Cái social rất là thực tế, những cái nhóm mà gọi là nhóm nó không hẳn là chơi với nhau, cái chơi của Việt Nam là chơi kiểu khác nhé. Đó, cái nhóm social của Tây là cái nhóm khác đấy, nên là con người ta gọi đấy là society, mà mình nghĩ là chưa chắc là Việt Nam nó có từ này, nên là không biết là cái từ xã hội học này thì nên đối xử nó thế nào, mình chưa nghĩ ra cách.
Thế nhưng mà Ừ. vì như các cụ ngày xưa nghiên cứu và giải thích Việt Nam rất tốt, chưa bao giờ nhận mình là xã hội học. Bây giờ các cụ Ừ. cũng làm nhận, mình thấy hay nhận là nhà văn hóa, nhà nhà dân tộc học, nhà triết Ừ. học ấy. Thế nhưng mà Ừ. các lý thuyết của họ chính xác giải thích mọi hiện tượng mà tương đương với Durkheim, người mà nhận mình là xã hội học phương Tây. Thế nên Ừ. là, mặc dù là mình học đấy, cái bảng của mình sẽ bị ghi là sociology, và tôi không biết Ừ. là Việt Nam thì có sociology không nữa. Ừ. Ừ. Nhưng Ừ. nó là cái điểm mà chấp nhận rồi, nó sẽ xảy ra như thế. Mình sẽ Ừ, luôn đúng luôn phải cẩn rồi. thận khi khi Ừ. khi dùng tên của ngành. Ừ. Biết làm sao được thì cái bạn mình biết bản chất nó là vậy, nhưng mà khi mà mình gọi là chuyển ngữ hoặc là mình hiểu được cái nghĩa gốc của nó và mình dùng được nó thì lại là một cái câu chuyện khác. Khá Cũng có thể đến lúc đấy mình là sẽ thú đặt lại, vị. có thể là đặt lại hoặc là tạo ra ngành khác. Vì căn bản ấy, Ừ. và như Weber cũng nói đấy, tức là cái nhu cầu mỗi mỗi một nơi là khác nhau, con người Ừ. khác nhau, phi là nhu cầu Ừ. khác nhau. Có Chính thể xác. là ở Việt Nam cần các ngành tư tưởng học và triết học hơn là Ừ. ngành xã hội học, vì cái Ừ. mà nó vẫn đang mâu thuẫn trong lòng mình đấy chính là cái giá trị và tư tưởng phương Tây, chứ mình đã hình thành Ừ. social đâu Ừ. đó, nó chưa phải là quy luật society gì ở đây cả Ừ. đó. Mình mới chỉ có làng rồi bị đô hộ rồi Ừ. hợp tác hóa, xong rồi mới mở cửa kinh tế thị trường mà gọi là mở tháng 6 đến tận năm 2000 quảng cáo Ừ. mới nhiều đó. Nên Ừ. là mình sẽ cần những cái tư tưởng học hơn, mình nghĩ là như thế Ừ. đó. Thế nên là Ừ. nó chưa chắc là ở đây mình đã thực sự cần cần sociology. Ừ. Cảm ơn Ngọc về cái buổi chia sẻ rất là hay, vui, cũng hài hước. Rất là nhiều thông tin. Khá là nhiều thông tin đó. Thì em thấy rất là hay. À, cảm ơn Ngọc rất là nhiều. À, hy vọng là Ngọc sẽ tiếp tục chia sẻ, đồng hành với các chị em trong nhóm mình. Mà em tin là Ngọc sẽ như vậy. Báo được trước đúng không? À, cảm ơn Ngọc rất là nhiều ha. Mình cảm ơn Em anh. tắt cái ghi hình.